Nhìn kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh, bướm mới bay được ba vòng, bướm mới bay được ba vòng. Con dịch xiêm bạn mà là, bạn không phải là con bướm đâu. Anh lừa kỳ quá. Sao? Em muốn bướm không nhông bướm chứ nhông gì? Bữa củi á. Hi, bậy không à? Ừ, gì bậy? Anh lừa. Gì? Hồi nãy á, em muốn bà con bướm vàng á, đẹp dã man luôn á. Sao đẹp? Không có đẹp đâu. Vậy hả? Ừ. Nói nghe nè, vậy thôi em đã nói là em không có biết múa rồi mà anh cứ bắt em múa hoài à. Thôi bây giờ không ấy, tụi mình đóng kịch đi anh. Cho em đóng kịch. Em đóng kịch hay lắm cho á. Em đóng kịch nè. Đóng kịch gì? Trưng Dương đuổi giặc ngoại xâm. Ý, tuần này hay á. Ừ, anh cho em vai ngon ngon đi. Phải ngon thôi. Vai trưng chắc he. Dương chút. Trưng nhị đi. Dương chút nữa đi. Vai gì? Con voi. Vai chịu đâu. Không chịu hả? Em đẹp gái dễ thương vậy bắt em đóng vai voi à? Không chịu phải không? Hồi nói gì khỏi cho anh ăn xôi luôn. Rồi trời, thôi bây giờ anh nói em nghe nè. Bây giờ nè, bây giờ anh với em phải tập một cái tiết mục gì đó để cái ngày tới nè mình tiễn thầy rồi về thành phố đúng không? Dạ. Bây giờ cái tiết mục văn nghệ mình làm cái khác đi thử cái có được hay không? Giờ em múa là không đẹp rồi đó mà bây giờ đóng kịch em đâu không chịu đóng vai dòi đầu. Phải không? Bây giờ mình làm gì vui vui đi. Ê, cải lương đi. Được á. Đóng cải lương thử coi. Em khoái cải lương lắm á. Phải không? Anh. Sao? Hôm bữa anh ca cái tuần gì á? Tuần gì? Tuần gì em nhớ hay hay á. An Lộc Sơn phải không? Đúng rồi đó. An Lộc Sơn Dương Thái Chân phải không? Em là Dương Thái Chân đi. Em là Dương Thái Chân hả? Dạ. Anh An Lộc Sơn. Dạ. Anh làm thử nha. Làm thử đi. Bây giờ vậy nè, bây giờ là anh từ ở biên ải xa xôi á, anh về. Đúng không? Ra ngoài biên ải luôn. Ra biên ải thì em ở nhà, dạ. Anh nghe em thèm quả lệ chi. Ha, anh có mấy cái đem cái quả lệ chi về anh dâng tặng cho em ăn đúng không? Đấy. Rồi ha. Vậy là em là công chúa phải không? Em là Dương Thái Chân. Nhưng mà em có giống công chúa không? Bây giờ thì công chúa cũng được mà cái này là cái tuần này là em là phải Thái Chân. Dạ. Em là vai Thái Chân á. Em khoái lắm á. Rồi. Làm luôn á. Bây giờ làm cho nha. Cho luôn. Rồi bây giờ anh ra biên ải ha. Dạ. Anh dâng về là anh kêu là em kêu anh lại nha. Nhưng mà em phụ anh thôi, cái em không có thuộc tuần nha. Thì bây giờ mà nói sao cũng được, miễn sao giống như cái bữa anh với em giật gọi sơ đó. Rồi. Làm nha, bắt đầu nha. Dạ. Được chưa? Trời, An Lộc Sơn xấu quá à. Kệ nó. Kệ nha, chuẩn bị nha. Chuẩn bị. Thái Chân. An Lộc Sơn. Thái Chân. An Lộc Sơn. Thái Chân. Từ nơi biên ải ta về thăm Dương Thái Chân. Nàng ơi đâu rồi, sao không ra tiếp nghinh để ta đứng hoài mỗi giò quá. Thái Chân ơi, anh nghe em thèm quá lệ chi, anh mới vội vã về đây dâng lên cho người ngọc ăn đi em. Ăn liền. Trời ơi, cái này mà quả lệ chi hả? Tưởng tượng đi. An Lộc Sơn. Thái Chân. Nhìn quả lệ chi mà lòng tim đây tê tái. Giống không? Giống mắt cái giống giống tiếp nha. Tê tái. Dương Phi ơi, vừa biết Dương Phi yêu thích quả lệ chi đất linh, thần mới đem chút tài kỹ mã rời khỏi Trường An, thương nhớ trên lưng ngựa nâng niu giữ vẹn trái cây này. Hai. Được không? Hết rồi hả? Hết rồi, đi. Bữa khác còn hơi hết hơi rồi, hết hơi rồi. Anh, vậy á, bữa đó mà làm cái tiệc liên quan đưa tiễn thầy cô về thành phố là anh hát bài này nha. Được không? Mình đóng tuồng này á. Rồi, trời ơi, nãy em diễn cả lương á mà em diễn giống như nhạc rap vậy á. Miễn sao mới dính được nữa rồi. Ý, anh lừa. Gì vậy? Wow, trời ơi, cái làm gì mà mặt anh giống mất ngủ quá vậy? Tại mấy bữa nay anh thức anh canh con bò cái em ơi. Canh nó làm chi? Nó chưa có đẻ. À, anh canh nó đẻ mà nó không chịu đẻ hả? Ừ. Chết rồi. Sao vậy? Em biết tại sao nó không chịu đẻ rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thì anh biết sao không? Sao vậy? Anh nằm bên cạnh nó đó. Ừ. Cái nó tưởng bê con ra đời rồi. Cái mặt anh giống bê giả màng luôn á. Em hay quá à, em giỏi quá à. Nói đó nói bậy bạ không à. Bởi vậy nó nghe nè. Đẹp ơi. Dạ. Từ ngày anh Mỹ anh về đây anh dạy học mình á. Dạ. Anh dạy mình chữ, mình thấy mình học sao mình vui quá ha. Trời, anh biết không mà ba em á không có cho em đi học đâu. Em phải lén em đi học á. Anh biết không, anh Mỹ mới dạy cho mình được có mấy tháng mà em biết đọc biết viết biết đủ thứ hết. Trời ơi, thì ba anh cũng nói vậy đó. Ba anh cũng không cho anh đi học nữa. Ba nói là thanh niên có sức khỏe ra đồng làm ruộng được rồi, khỏi cần học chữ. Thấy không? Bởi vậy
Bởi vì anh không biết sao nữa. Em vậy ba nói hả, con gái chỉ cần biết hả, đếm tính toán 1 cộng 2 bằng mấy để tính tiền vậy thôi. Ừ. Không cần biết nhiều nữa đó. Ừ, thế giờ mình gì vậy? Anh lờ nó nghe nè. Gì nói đi. Em được đi học rồi á, anh biết là lớn lên em mới làm gì không? Đó đó, em nhắc anh mới nhớ đó. Bây giờ nè, mai mốt em lớn lên em mơ ước em làm gì? Lớn lên, em lớn lên, em làm tới bác sĩ đâu. Em bác sĩ hả? Dạ. Nếu em làm bác sĩ, dạ, anh lớn lên anh cũng có cái ước. Anh ước mơ làm gì? Anh mở một cái trại kế bên cái phòng mạch của em á. Trại gì vậy? Trại hồn. Bậy không mà. Sao vậy? Tự nhiên mở trại hồn thì ví dụ mà em mà mổ bệnh nhân mà rủi đứt bóng cái anh cất bệnh nhân vô hồn luôn cho nó gọn. Ôi bậy không à. Sao anh cứ vẫn chơi hoài em chịu đâu quá. Trời ơi bây giờ sao á? Thôi bây giờ không có nói giỡn nó chơi phải không em? Dạ. Chịu không anh? Nói thiệt nè em chịu không? Bây giờ nè, nữa em làm mà bác sĩ đó, dạ, anh thề với em, anh dắt nguyên gia đình anh lại chỗ phòng mạch em khám luôn. Nguyên gia đình lại khám luôn. Nguyên gia đình lại khám luôn. Khám luôn. Chị anh hứa rồi đó nha. Giữ lời, hứa giữ lời. Em làm bác sĩ thú y. Còn anh á, anh dắt gia đình lại khám đông vui. Thôi bậy 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 bậy. Tự nhiên cái em làm bác sĩ thú y rồi, không lẽ nói gia đình là thú hả? Tại vẫn chơi chó gà dịch hả? Cho em chết thà không được đâu. Thôi trời cho bộ. Ê, anh lừa. Gì đây? Quên sao, nữa. Sao nữa? Em quên báo cho anh hai tin quan trọng. Thôi nói coi. Bây giờ một tin vui, một tin buồn. Nghe tin nào trước? Tin vui trước đi. Tin vui phải không? Ừ. Anh không phải thi lại tên tên tên. Trời ơi, tôi biết cái sức học của tôi mà. Tin buồn. Anh ở lại lớp. Không à, không mở miệng ra nói vậy hoài à. Sao mà tối ngày mà đẹp nói lừa hoài vậy vậy? Em ấy thiệt á. Anh Mỹ anh nói hả là bà chính tả anh làm được có 4 điểm mà. Đáng lẽ 8 điểm mới đủ điểm đậu lận. Vậy hả? Dạ. Biết phải vậy anh làm thêm bài nữa. Chẳng 2 bài 8 điểm, bài 4 cộng lại. Anh kỳ quá. Biết sao không? Anh Mỹ anh nói á, là mặc dù là anh về đang dạy cho mình nó là học giỡn thôi, nhưng mà cũng làm bài thi đàng hoàng giống như cái lớp học thiệt vậy đó. Vậy hả? Dạ. Ờ vậy thì cũng được, cũng sao đâu. Ê, ba về. Bỏ cặp ra đó, bỏ cặp ra. Ai đưa mày đứa đi làm cái gì á hả? Bác mới về hả bác? Ba. Trời bác mới về. Sáng sớm quá. Trời ơi ba ơi, sao ba nhậu hoài vậy? Gì đâu nhiều. Sáng giờ 5 giờ ta nhậu cử, 7 giờ ta nhậu cử, mày nói ta nhậu nhiều. Ba này, mày lo nấu cơm nấu nước gì tao ăn chưa? Tao đi ngang nhà thấy không có mùi gì hết trơn á trời à. Đâu có nấu được đâu. Hôm nay là anh Mỹ anh tới anh dạy cho tụi con học mà. Học cái gì? Tao nói rồi, con gái con đứa là chỉ cần có sức khỏe thôi là ra ruộng làm là được rồi, chứ cần gì phải học gì hả? Ai biểu mày học à? Rồi bác ơi, bác phải cho bé Đạt đi học để biết chữ mới tốt được chứ bác. Dạ. À. Tốt gì, tao cũng đâu có biết cái chữ nào đâu, tao cũng tốt vậy. Có mày ba nói tao xấu hả? Ba biết không, từ hồi anh Mỹ anh dạy tụi con với anh Lừa biết nhiều chuyện hay lắm á. Đúng rồi ba. Ba không có đi học, ba không có biết. Ừ. Chứ làm gì không biết, Mỹ so với tao nè, ngón chân à. Nó biết bao nhiêu? Trời, nó biết 10, tao biết tới 100 luôn. Trời ơi. Ba thiệt, ba biết tới 100 không? Chứ sao, cái gì chuyện trên trời gì, chứ đất gì, ổ dưới đất ở đây chứ. Đúng rồi. Trên trời lên đây, cái đúng. Gì tao cũng biết hết. À, hay quá. Nói cho ba nghe. Hả? Dạ. Tụi con hỏi ba những cái chuyện mà anh Mỹ dạy tụi con á, nếu mà ba không trả lời được thì ba thua hen. Thua đi. Thua chắc luôn, tao chắc tụi bay luôn. Hỏi cái gì tao không biết hết trơn, trời cho tụi bay hỏi luôn. Vậy là bác hứa bác nhớ giữ lời nha. À. Nha. Rồi, bé tao đẹp. Hứa. Già rồi tao không có nói 2-3 lời. Vậy ha. À, một lời nói ra là 4 ngựa kéo không nổi luôn. À, tứ mã phanh thay. Phanh thay. Ba, vậy là mày đâu có học đâu, tao có học mà mày. Học đâu, nói con tứ mã nan truy. Trời ơi, bác học hay quá. Bởi vậy mấy người xỉn học giỏi lắm. Anh nè, bây giờ nè, bé Đạt. Hỏi đi. Bây giờ bé Đạt đem mấy cái câu mà anh Mỹ dạy cho mình đó. Rồi. Đố bác. Rồi, bây giờ con đố ba nghe. Về. Đây là câu mà anh Mỹ dạy con nè. Ừ. Tác giả là người sinh ra tác phẩm. Ừ. Vậy tác giả của tác phẩm Chí Phèo là ai? Bác nói đi. Vậy cũng hỏi nữa. Có gì đâu khó. Trả lời đi. Tác giả là người sinh ra tác phẩm. Dạ. Vậy là tác giả của tác phẩm là ai? Dạ. Phải không? Vậy bây giờ tác giả của tác phẩm Chí Phèo là... Dạ. Má của Chí Phèo. Bó tay ông luôn. Yeah. Tác phẩm của Chí Phèo á là Nam Cao đó.
Bởi vậy á, ba không đi học, ba không có biết. Mày nín mày, tao xí xí, tao tính nói nam cao mà tại nói trễ chút xíu sau mày thôi mày. Chắc rồi. Ba tính nói nam lùng quá, rồi. Nam cao gì. Nhưng mà câu đó hơi bị khó. Khó phải không? Hồi tao vô học cái bữa cô dạy cái đó là tao không có vô lớp, thành ra tao không biết. Bây giờ hỏi câu khác đâu. Câu khác phải không? Câu khác. Anh hỏi đi. Con hỏi nè. Hỏi. Để anh hỏi anh nè. Anh hỏi đi. Bây giờ nè, con hỏi bác nè. Bác có biết Thạch Sanh là ai không? Vụ này tao không biết. Chưa, tao đã từng ăn thạch rồi. Nhãn, thạch chè, thạch dừa rồi mà chưa ăn thạch xanh, tao không biết thạch xanh mày. Trời ơi, trời ơi, rồi bố cách ông luôn nữa rồi. Hả? Chứ mày nói thạch xanh là cái gì? Trời ơi, ba ơi, thạch xanh á là cái chuyện mà thạch xanh Lý Thông á. Bởi vậy ba không có biết chữ, ba đâu có đọc chuyện được đâu mà ba biết. Tao cũng định nói rồi mày ơi. Trời ơi, thôi định thôi bác ơi, mệt quá rồi. Nhưng mà tao nói chung là mày không có đi học. Tao cấm mày đi học nghe chưa? Ở nhà lo nấu nướng cho tao, tao nhậu về là tao có đồ ăn tao ăn. Bác chỉ cần có sức khỏe mày làm ruộng được rồi. Bác nói nãy bác nói bác thua, bác lớn bác giữ lời mà bác. Người tao lớn nói không giữ lời. Bác chưa thua hả? Vậy tại vì rượu nó không giữ lời chứ tao không phải là tao nuốt lời. Bác nói vậy không được nghe bác. Nói gì nói nhưng mà không được ồn ào. Tao vô tao ngủ. Vậy là bác chịu thua à? Lên đạn ơi bác. Nhưng mà không tới lớp nghe. Đứng ở nhà mày dạy nó là 2 cộng 1 là 4. 4 cộng với 4 là 10. Dạ. Vậy là đủ rồi. Biết vô đó là đủ rồi hả? Dạ biết rồi. Tao vô tao ngủ à. Giỏi quá anh ơi. Hay quá. Bác hay quá. Bác coi chừng bác. Coi chừng vậy. Dạ. Hai cái cột cây trước kia. Hai cây chứ. Nè mày coi không có sai đâu mày. Dám bài lắm à. Dám bài quá. Đó thì trời ơi. Cũng nghi lắm mà có thiệt mà thấy chưa. Không vậy đâu đó. Bởi làm xỉn vậy là ưa bài lắm. Ngủ á. Trời ơi, ba em quái hơn ta lắm á, vậy đó. Không có nói chuyện là ngủ á. Anh ơi, để bây giờ ôn bài đi rồi chút anh Mỹ tới dạy mình học á. Vậy đi ha. Rồi. Ê, anh Mỹ tới kìa. Anh Mỹ. Anh Mỹ ơi. Anh sao đây tới trễ vậy? Trời đất ơi, đi đường xình quá. Qua đây nè, qua đây nè. Rồi rồi. Dạ. Chào. Chúng em chào thầy ạ. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi đừng kêu bằng thầy. Anh lên đây anh giảm đứa có 3 tháng rồi anh về Sài Gọn đi học đây rồi. Kêu anh đi cho thân mật nha. Dạ kêu thôi, kêu cái khác thân mật hơn được không? Rồi kêu cái nào thân mật kêu đi. Mày tao đi. Vui thân mật lắm. Mày tao làm sao mà vui được. Anh lớn mà sao kêu mày tao được. Thôi kêu cái khác đi. Bạn bè được không? Được á. Bạn bè cũng không được nữa, anh là người lớn mà phải kêu anh là anh. Vậy chứ em với bé đẹp cũng kêu nhau bạn bè được vậy. Anh em với bé đẹp á tại vì trang lứa bằng tuổi với nhau kêu bạn bè là đúng rồi. Còn anh lớn hơn tụi em, phải kêu anh là anh mới đúng chứ. Anh đi ha. Anh Mỹ. Giỏi. Em giỏi nhất lớp luôn. Em cũng giỏi nhất lớp á. Hai đứa nào cũng giỏi á. Anh giỏi nhất, em giỏi nhì, lớp hai đứa. Nghe cho nó gọn. Ủa, mà sao hôm tí nay nó không đi học? Trời ơi, anh Mỹ không biết gì hả? Sao? Trời ơi, hôm qua nè anh lừa nó một tí quá trời luôn anh. Anh làm tới ghê luôn nha. Anh lên gối xuống chợ nắm đầu thằng tí quái giọng bám chở tí đi nhà thương mổ luôn rồi. Thằng tí nó mổ cái gì em? Avidan. Vô duyên quá à. Anh quánh mà em sốt ruột luôn á. Anh quánh ngay đây nè, cái nó giọng lên tới cổ nó bị Avidan luôn á. Nhưng mà cái chuyện đó mà mổ Avidan thằng mắc mới gì tới anh đâu em nói. Thôi, có đó. Nghe anh hỏi nè lừa. Dạ. Tại sao em đánh bạn tí? Tại vì ai kêu tuần trước á, nó nói em là cái mặt em giống khỉ đột làm chi. Trời, tuần trước bạn nói em mà sáng nay em đánh bạn là sao? Tại vì em nói với anh nghe nè, tuần trước á, nó nói em khỉ đột. Mà em chưa có biết cái mặt khỉ đột ra làm sao hết trơn á. Mà sáng này mới mở TV coi nè, thấy cái mặt khỉ đột đàng hoàng, bởi vậy nó y chang cái mặt em như cái mặt nó. Quê quốc nó được không? Giống đó ba. Em mà đánh bạn một lần nữa là anh về anh mét ba em á. Chứ... quýnh bạn chứ... đi học mà cứ quýnh bạn không là sao? Mấy cái đề tập làm văn anh cho mấy đứa về nhà làm, mấy đứa làm chưa? Dạ em rồi. Làm rồi á. Cái đề tập làm văn anh cho bé đẹp là tả về ba của mình. Trời, em tả về ba em hay giả mang luôn á. Hay, đọc cho anh nghe. Em đọc cho anh Mỹ nghe nha. Rồi. Nghe bạn làm rồi học hỏi nha chưa. Trời, ta không cần coi bài người ta cũng làm được nữa. Nghe nè. Đá em là người đàn ông tài giỏi nhất ba em có thể bơi qua đại dương rộng nhất, léo lên ngọn núi cao nhất, giết chết con hổ dữ nhất,
nhưng ba em không có thời gian làm những việc đó. Ủa sao vậy? Vì ba em đang bận rửa chén cho mẹ. Đảng hậu, đảng hậu, thơ đảng hậu quá. Hay mà đảng hậu gì? Trời hay, anh thấy hay không? Anh thấy hay không? Đây này chỉ là được thôi chứ không có hay lắm. Rồi, đâu. Anh nè, làm được không? Đây nè, nghe nè, thơ của em mới hay nè. Ừ. Khỏi cần coi cái tập vở gì trơn á, nè trong đầu có ai có sẵn nè. Nghe em tả nha. Rồi, phải từ từ. Mà em nói anh nghe nè, cái bài thơ, bài văn gì cũng phải có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không? Đúng rồi. Nó thơ phải sạch sẽ, gọn gàng, phải có hậu đàng hoàng chứ. Đúng rồi, phải gọn. Dạ. Làm coi. Cái đề tập làm văn anh cho lừa là tả một chuyến về quê thăm bà nội. Em tả chưa? Đó, đem tả cái bài của anh cho đó. Đâu? Dạ, bắt đầu nghe nha. Mà đâu, tập vở đâu. Em khỏi, em nhớ luôn rồi. Rồi, nhớ đọc cho nghe đi. Em nói cho. Một bài tập là văn dài lắm mà nhớ luôn. Ngắn gọn, sạch sẽ, đàng hoàng. À, vậy hả? Rồi, đọc đi. Nè, anh với bà Đạt nghe nha. Rồi nè. Mở bài. Bà. Ờ. Thân bài. Nội hai. Ờ. Kết luận đi vắng. Trời ơi, văn gì mà văn đảng hậu vậy? Trời ơi, ta gọn gàng sạch sẽ gì mà đảng hậu. Vậy đọc tiếp đi rồi sao nữa? Rồi bả đi vắng rồi lấy gì có bả đâu mà tả mà đọc tiếp. Trời ơi. Anh lừa em ấy thì em ngưỡng mộ anh luôn á, anh lừa. Trời ơi, chứ sao? Anh làm văn mà tao nói trời ơi nó hay dã man luôn á. Đó. Gớm luôn à. Nghĩ sao bài văn có một câu một à. Ừ. Có ngày chơi tao thôi bây giờ không có gây gỗ nữa. Anh cho một câu hỏi mới, đứa nào biết cho tay trả lời cho anh. Rồi rồi rồi. Trong con người ta có bốn quá trình phát triển răng. Em nào biết cho tay trả lời. Em riêng rồi. Em anh kêu giơ tay mà em giơ là em sai rồi. Đưa trả lời. Em trả lời phải không? Dạ thưa anh, trong con người ta có bốn cái thứ răng. Ừ. Một, răng hàm. Đúng. Hai, răng nanh. Đúng. Dạ từ từ em mới nhớ được chứ. Ba, răng cắm. Bốn, đúng. Răng giả. Bảy rồi. Sao bảy? Em nói anh lừa nghe nè. Anh lừa nói vậy anh bị anh giận chết á. Anh dạy mà anh học mà cuối cùng anh nói sai hết trơn rồi. Sao sai đâu, sai chỗ nào? Anh đi học quá, anh phải cố gắng anh tới lớp đều đặn. Anh nghe anh Mỹ dạy rồi anh tiếp thu bài. Nghe nè. Nghe người đi học chưa từng nghĩ một ngày người ta trả lời học hỏi. Được không? Nghe nha. Nghe. Cái thứ tư người ta là răng khôn. Đúng. Cái thứ năm mới là răng giả. Ờ. Cái thứ sáu là răng hết. Là hết là sao? Là sao? Là hết răng nha. Dở bà cố luôn á. À đó em nói cái này anh mới nhớ nè. Bà cố anh ở nhà đâu có răng đâu. À. Hay hay nhỏ này hay nè. Hay à, quá. Bà tụi cố em hay quá. Tụi đuổi nguyên hàm luôn. Đứa nào cũng sai đó. Sơn đồ mất tiêu. Hay lắm. Bây giờ tới anh hỏi bé Đạt nè. Dạ. Trong con người ta có mấy cái giác quan? Biết luôn. Dạ thưa anh Mỹ, trong con người ta có 5 giác quan. Giỏi. Cái này là cái gì? Giỏi, hay quá. Cái lỗ tai là thính giác. Giỏi. Còn cái này? Mụn. Qua đây, tôi cái này hay quá. Anh chỉ mụn chỉ kìa. Cái gì hay quá, đã nói rồi anh Mỹ dạy cái gì thì nói cái đó. Hai anh chỉ thì phải chăm chỉ mà học đúng không? Ừ. Vậy mà nói lớn lên là bác sĩ, kỹ sư, không biết gì biết nãy giờ anh chỉ anh dạy cái gì không? Hả? Nói đi em. Anh chỉ cái mục ruồi. Đúng không? Mục ruồi hả? Anh chỉ cái mục ruồi hồi nào? Chứ anh chỉ gì? Anh chỉ con mắt chứ bộ. Rồi. Lành quá. Tôi chết quá luôn. Con mắt là thị giác. Giỏi. Còn cái này? Cái lỗ mũi là hửi giác. Tại sao gọi là hửi giác? Thì mình phải hửi mình mới biết được mùi ha. Đúng rồi. Hay đó. Câu này hay đó anh. Cái lỗ mũi người ta là khứu giác biết chưa? Cái lỗ mũi người ta gọi là khứu giác biết chưa? Chưa. Trời đất ơi. Anh mệt với em đó rồi nghe Đẹp. Chứ anh tưởng nãy giờ em khỏe với anh hả? Trời ơi. Em biết thiệt với anh chứ nãy giờ giữa trưa nắng em bắt em anh em học á, em đổ mồ hôi hột luôn á. Tụi em nhưng mà tụi em phải cố gắng tụi em học. Tụi em thấy mấy nhà bác học không? Người ta học hoài học mãi học tới sói cái đầu mà người ta vẫn còn đi học đó. À, vậy em biết tại sao mấy nhà bác học bị hói đầu rồi. Sao vậy? Bị á, mấy nhà bác học á hoạt động đầu óc nhiều quá nên tóc mọc không nổi. Giỏi. À em cũng biết nữa rồi. Anh biết cái gì? Hèn chi bé Đạt á, nó cái mép nó không có râu á. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì cái miệng của nó hoạt động nhiều quá đó cho nên là râu nó mọc ra không nổi á. Chưa gì? Em con gái thì sao có râu? Ờ. Đến đi. Thì bây giờ nè bớt nhiều chuyện lại chút, đừng nhiều chuyện nữa cho râu nó mọc ra từ từ được không? À, vô duyên. Thôi không có được chọc bé Đạt nữa. Bây giờ mấy cái bài tập anh cho về nhà làm mấy đứa làm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Đâu, đưa tập ra anh chơi, kiểm tra coi. Dạ, không, em coi em làm xong đầy đủ hết. Đây nè anh Mỹ. Ừ, giỏi lắm. Lừa là tiến bộ đó nha. Đó, phải tiến bộ em luôn. Em là giỏi hơn anh lừa luôn á. Em. Trời đất ơi, chữ em nay xấu quá bé Đạt. Chữ cái gì? Ủa sao anh quánh em? Thích là đánh à. Đây nè. Việt Nam á, chữ Việt là phải chữ T. Em ghi chữ C, sai chính tả. Sai chính tả à. Sao quánh hoài vậy? Thích là quánh. Bài toán em làm đúng nè. Ý đúng rồi. Toán làm đúng nè.
Ủa sao toán em làm đúng mà cũng quánh em nè. Anh Đẹp ơi, anh xin lỗi Đẹp, lỡ tay Đẹp ơi, em làm đúng mà anh lỡ tay. Anh xin lỗi Đẹp nha Đẹp, thôi không lấy anh trả lại cho em cái nha Đẹp. Trời ơi, thôi mà anh trả lại cho em cái nha. À, anh trả lại cho em cái nha, em chịu không? Em nói đi, em nói chịu đi. À, trả lại cho em cái nè, đó. À, vậy em không tức. Trời ơi, thấy chưa, nó học khôn lắm phải không? Nhỏ này nó khôn lắm vậy anh. Vậy nó mới công bằng chứ. Bé Đẹp. Dạ, anh làm gì vậy? Tự nhiên anh thấy anh sợ em quá. Trời ơi, có gì đâu sợ. Bé Bé Đẹp, anh hỏi em nè. Em té giếng mới có 3 lần thôi á. Trời ơi. Dạ. Bài toán này em nhờ ba em làm phải không? Không có thiệt luôn á. Bài toán này là em làm thiệt á. Ba nó dạy đó. Không có thiệt mà. Ba Bé Đẹp dạy đó. Con nít mà nói dối người lớn là xấu lắm nghe chưa. Em thề với anh Mỹ luôn á. Cái bài toán này là em làm thiệt á. Còn sai chính tả là ba em viết á. Trời ơi, thấy chưa, em nói mà không tin. Ba giỏi quá, ba Bé Đẹp giỏi quá. Ê, ngày mai sáng mai dẫn ra đây cho anh Mỹ dạy ông luôn đi. Thì chắc phải dạy rồi chứ giờ ông yếu à. Ờ thì lỡ rồi cho ông học luôn đi. Anh nói tụi em phải cố gắng học đi, bởi vì còn một tuần nữa là anh về Sài Gòn rồi đó. Tuần nữa anh lên Sài Gòn ạ. Ừ. Anh Mỹ ơi. Sao? Anh lên trên Sài Gòn á. Cái anh thấy trai nào đẹp á, anh dẫn về đây, anh làm mai cho em đi. Em nói thử cái tiêu chuẩn bạn trai của em coi. Mày nói tiêu chuẩn bạn trai em đơn giản lắm á. Em chỉ cần đẹp trai nè, học giỏi nè, con nhà giàu là được rồi. Nó nghe nè, rồi mốt đám cưới của em á. Dạ. Em đãi ở chỗ mà nhiều người đến dự lắm. Ở đâu vậy anh? Ở Sa Mạc á. Ủa, Sa Mạc sao người ta đến dự nhiều? Không phải người ta. Chứ sao? Lạc đà á. Đúng quá. Mộng phù du không à. Tại em, tại vì em thích con trai đẹp. Trai đẹp á, tính trai đẹp phải không? Dạ. Thì có người khác cho em. À, đúng rồi, em thích nhất là cái anh gì, anh Beckham á. Beckham hả? Beckham dạ. Ơi, Beckham ơi, xuống phong độ rồi, hết đẹp rồi. Ủa? Bữa mới qua bển thấy nó nè. Vậy hả? Hết rồi, còn thằng khác đẹp hơn. Ai vậy? Nói lên. Ai? Ronaldinho. Đẹp lắm, đẹp hơn. Nho đó, đẹp dữ lắm. Đang cho đội Barcelona đó. Đẹp lắm hả anh? Ờ, bắt nó bán độ anh hoài gì. Anh giỡn chơi hoài, em chịu với anh đâu. Tụi em phải cố gắng học đi nghe chưa. Anh thấy mấy đứa học như vậy là cũng giỏi lắm. Anh Mỹ ơi, hình như là 1 tuần nữa anh về thành phố rồi phải không? Ừ. Tụi này cũng buồn quá. Không biết có gì thôi, ngày mai anh lại nhà tụi này á, tụi này làm gà đãi anh nghe. Mà quên nữa Đẹp ơi, gà dạ? Nhà mình á, nhà anh với nhà em như cúng rồi bị giết hết trơn trội rồi. Thôi tụi em làm khác đãi anh. Làm cái gì? Vịt. Ủa vịt với gà cũng thứ mà. Nhưng mà vịt còn ăn được. Chú cúng. Dạ, có con ăn được, có con ăn không. Vậy là ngày mai. Dạ. Chiều nay anh sẽ ghé nhà tụi em. Để ha. Chiều mai chứ. Ừ. Nhưng mà anh nhớ đem vịt lại nha. Tại vì anh đem lại tụi này mới làm cho anh ăn được. Vậy mà kêu là đãi anh đó hả? Nè, nói nghe nè, bây giờ anh tính gì đi. Chiều mai anh ghé nhà tụi em làm cái món vịt gì đó. Dạ. Mà nhớ món làm gì? Tiết canh nha. Tiết canh đi. Trời ơi, Đẹp làm hay lắm á. Dạ. Ăn xong rồi anh sẽ nói với ba của em là cho tụi em đi học, được không? Rồi. Trời ơi, thiệt hả? Ừ. Anh mấy ông nào giờ ba em không cho đi học. Hồi đó đó, anh học tới lớp mấy nghỉ hả? Lớp 2 à. Em hôn anh à. Lớp á, lớp 3 đó. Đó, đi không? Ba mất nghỉ luôn, buồn quá. Dạ anh qua anh nói giùm ba tụi em cho tụi em đi học nha. Ừ, anh hứa luôn á. Vậy là sau hè này á, đến đầu năm học mới á, là em với anh sẽ được cùng nhau đến trường. Yeah, 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 yeah.